Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phòng Thu Chuột Susu. Và sau đây xin mời các bạn cùng kênh cập nhật tin tức mới nhất từ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phần 2 nhé. Được biết, kể từ sau thành công của phần 1, dự án ngôn tình chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đang sắp sửa làm tiếp phần 2 khiến ai nấy đều hoang mang. Dương Dương sẽ chắc chắn trở lại với vai nam chính là Tiêu Nại. Nhưng điều mà nhiều người thắc mắc đó là liệu ai sẽ là người vào vai nữ chính thay cho Trịnh Sảng? Bởi lẽ do scandal chấn động vào đầu năm 2021 mà Trịnh Sảng bị phong sát tại nền điện ảnh nước nhà. Các dự án phim đang dang dở của nữ diễn viên còn chưa tìm được đường lên sóng, nói chi đến việc tham gia đoàn phim mới. Nên Trịnh Sảng chắc chắn không thể tham gia diễn xuất trong phần 2 này. Vì vậy, ai sẽ vào vai nữ chính? Hiện nhiều đồn đoán đang được đổ dồn vào Triệu Lệ Dĩnh và Trương Tuyết Ngân. Đây được cho là hai nữ chính có sự xứng đôi vừa lứa với Dương Dương. Chỉ có một điều là dường như phản ứng cho phần 2 lại kém nhiệt hơn vì hai nguyên do. Thứ nhất là phần 1 đã có một cái kết hoàn hảo theo đúng nguyên tắc của Cố Mạng. Thứ hai là vì hiệu ứng của cặp đôi chính quá tốt nên dư âm chắc chắn vẫn còn, nên việc thay diễn viên sẽ không gây được chú ý. Hơn thế nữa thì dàn diễn viên Trương Bân Bân, Trịnh Nghiệp Thành, Mao Hiểu Đồng sẽ rất khó tái hợp vì tất cả đều đang là ngôi sao đình đám và nhiều dự án phim mới ở hiện tại. Chính vì vậy, đây chắc chắn sẽ là phiên bản Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hoàn toàn mới, khó tạo nên cảm giác hoài niệm, gần gũi. Tóm lại, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phần 2 sẽ xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Tiêu Nại và Bối Vivi. Trong phần 2, người được thay Trịnh Sảng đóng vai nữ chính không phải là Triệu Lệ Dĩnh mà chính là Trương Tuyết Ngân. Và một điều bất ngờ mà đạo diễn muốn gửi gắm đó là Dương Dương sẽ có tình địch là Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình thủ vai là một chàng trai trẻ trung và tài giỏi. Khác với cốt truyện nhiều bộ phim hiện đại Trung Quốc, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên không có tình huống ngược trong phần 1 mà đến phần 2 khán giả mới nếm mùi được điều này. Phim dự kiến phát sóng vào đầu năm 2022. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những điều thú vị mà kênh đem lại nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.